Shirashia. Chào buổi sáng. Chào. Chào buổi sáng. Lại ngủ rồi sao? Này. Phản ứng của cậu hài hước quá. Dùng cái này để lau mồ hôi thì sẽ thoải mái hơn đấy. Sao cậu cứ nhìn tớ chằm chằm thế? Không, chỉ là... Sẽ ra sao nếu bọn mình có mùi hương giống nhau nhỉ? Tất cả chúng ta đều có thể trở thành người đặc biệt của ai đó. Bọn mình có chung một mùi hương rồi đấy. Nhưng để gọi cảm xúc này là tình yêu... thì dường như hai nhân vật của chúng ta còn quá trẻ. Cuộc sống của cậu nam sinh hướng nội Shirashi sẽ thay đổi ra sao khi bỗng nhiên lọt vào mắt xanh của cô bạn Kubo dễ thương? Tớ không phải kẻ địch, mà là nữ anh hùng của cậu. Cậu nhắc lại xem nào. Kubo sẽ không để tôi vô hình vào 8:30 tối thứ tư hàng tuần trên kênh Animax.